Kính chào quý vị và các đồng chí đang đến với chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình phát sóng hôm nay, chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các đồng chí một số nội dung nổi bật trong tuần qua. Công an tỉnh tổ chức khen thưởng cuộc thi về tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử. Kiểm tra kết quả tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật năm 2024. Kiểm tra môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm các quán ăn, nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu. Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Phóng sự những món hàng lạ trên bàn. Sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham mưu ban chỉ đạo triển khai đề án 06 của tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo triển khai đề án 06 của tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh, cuộc thi đã được triển khai tổ chức đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu kế hoạch đề ra. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn tỉnh với tổng số 140 bài dự thi. Trong đó có những bài dự thi chất lượng cao, được đầu tư công phu, phong phú về nội dung và hình thức. Đặc biệt, có bài viết tay với số lượng 280 trang. Nội dung được nghiên cứu sâu rộng, trình bày khoa học. Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 bài thi có chất lượng cao, dự thi vòng chung khảo tại Bộ Công an và Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Để kịp thời ghi nhận biểu dương sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ chiến sĩ và người dân đối với cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đối với một cá nhân đạt giải nhất. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen đối với 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức và tham gia cuộc thi. Thực hiện kế hoạch tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật năm 2024, trong tuần qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác tập huấn đối với công an các đơn vị địa phương. Với tinh thần thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, công tác tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện hàng năm, thiết thực góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống. Trong đợt tập huấn năm 2024, công an các đơn vị địa phương đã được quán triệt các văn bản của Bộ Công an quy định về công tác điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân, đặc biệt là các nội dung mới sửa đổi bổ sung. Bồi dưỡng kiến thức về công tác tham mưu, tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật, công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân, thực hành các động tác về điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân, tập luyện các kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật công an nhân dân, cách sử dụng, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp theo quy định, tập huấn bắn đạn thật. Kết quả có 100% cán bộ chiến sĩ được kiểm tra đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, hưởng ứng hội thi cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi lực lượng công an nhân dân năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, ngày 6 tháng 9 vừa qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thi trong lực lượng công an tỉnh. Hội thi cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo sân chơi văn hóa, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức giáo dục cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ toàn lực lượng. Vòng sơ khảo do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức có sự tham gia của hơn 20 thí sinh là cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm cán bộ hội hiểu biết bằng hình thức online trên mạng nội bộ của Bộ Công an, tìm hiểu về các kiến thức tổng hợp về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của lực lượng Công an nhân dân và của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ lựa chọn cá nhân có thành tích tốt nhất tham gia nội dung thi tiếp theo của Bộ Công an. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện kế hoạch tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản để xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như Công an thành phố Vũng Tàu, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban Nhân dân phường 2, phường 5 thành phố Vũng Tàu kiểm tra việc đăng ký hồ sơ, thủ tục về môi trường, việc quản lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, vận hành, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở. Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại các cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có một số vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm như nhân viên trong quán không được ký hợp đồng lao động, nhiều người không được khám sức khỏe định kỳ, một số nhân viên chế biến không mang khẩu trang, găng tay theo quy định, dụng cụ thu gom rác, chất thải rắn, không có nắp đậy. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy phép về môi trường tại thời điểm làm việc. Tại các buổi kiểm tra, tổ công tác ghi nhận các cơ sở kinh doanh có trang bị hệ thống xử lý nước thải từ hoạt động nấu nướng đồ ăn, rửa ly, chén bát, vệ sinh cá nhân của khách và nhân viên. Tuy nhiên, nước thải sau khi thu gom, xử lý được bơm và xả vào cống thoát nước chung của thành phố Vũng Tàu và dẫn xả trực tiếp ra môi trường biển có màu trắng đục, có mùi hôi, phát tán ra môi trường xung quanh. Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu nước thải để phân tích, đánh giá và tiến hành lập biên bản xác nhận sự việc, đồng thời đề nghị các hộ kinh doanh chấp hành việc thực hiện xả nước thải đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm ăn uống. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm đối với các tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Từ đó, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, sau đây là thông tin đến từ Công an thành phố Bà Rịa. Cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Âu Hồng Dũng, sinh năm 1982, đang sống lang thang, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8, đối tượng Dũng điều khiển xe gắn máy từ thị xã Phú Mỹ xuống thành phố Bà Rịa, vào khu dân cư Bà Rịa City thuộc phường Long Hương thành phố Bà Rịa để tìm việc làm. Khi lòng vòng trong khu dân cư thì thấy có một căn nhà có tầng lầu, khóa cửa bên ngoài. Nghĩ bên trong nhà sẽ có tài sản nên đối tượng nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Để thực hiện ý định trên, Dũng đã tìm chỗ cất giấu xe máy, sau đó đi bộ về lại ngôi nhà nói trên để leo rào, đột nhập vào bên trong, lấy trộm một túi ni lông. Bên trong có tiền mặt cùng trang sức ở phòng ngủ. Sau khi lấy được túi tài sản, đối tượng leo tường đi ra bên ngoài, đi bộ đến chỗ cất giấu xe máy để lấy xe chạy về Phú Mỹ. Số tiền trộm cắp được, Dũng mang đi tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Âu Hồng Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã và đang mở ra cơ hội kết nối với thế giới không gian mạng rộng lớn cho mọi người. Song song đó cũng có nhiều hệ lụy cũng phát sinh khi các loại tội phạm đã triệt để lợi dụng nhằm thực hiện hoạt động phạm tội. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện có một đối tượng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook để rao bán công khai những gói nghi là ma túy đá trên Facebook. Đối tượng này nhanh chóng được xác định đó là Lê Quang Việt, 29 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại khu vực tổ 1, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Lê Quang Việt đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài các gói ma túy đá được phát hiện, cơ quan công an còn thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng, bên trong đã có sẵn 6 viên đạn thể thao. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Lê Quang Việt đã thừa nhận về việc mua ma túy của Nguyễn Đức Thắng, 24 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa, đem về bán kiếm lời, đồng thời khai nhận về nguồn gốc khẩu súng nói trên.
Dạ thì trong một lần lướt trên Facebook á thì thấy có hội nhóm là mô hình xì cây, là thì em có lướt trong đó thì thấy nó bán một cái khẩu súng nhỏ, cái thì em có lên liên hệ với cái người đăng đó, thì cái người đó có nói đây em có hỏi là cái súng này bằng gì, nó kêu người đó kêu là bằng sắt kim loại hết nguyên khối. Cái thì em mới tìm hiểu trong cái nhóm đó thì thấy có một số cái video á là nó hướng dẫn cái súng này, thì em mua về. Từ lời khai của Lê Quang Việt đã đặt ra yêu cầu mới trong công tác đấu tranh. Quá trình điều tra mở rộng đối với vụ án này, chúng tôi phát hiện ra là đối tượng Lê Quang Việt còn có cả hành vi mua bán trái phép súng quân dụng trên không gian mạng. Thì quá trình điều tra mở rộng, lực lượng trinh sát đã phát hiện và báo cáo thông tin về đối tượng trong cái việc mà sản xuất và mua bán súng quân dụng trên không gian mạng. Nhận thấy đây là một vụ án có sự kết hợp đan xen giữa yếu tố của tội phạm truyền thống và tội phạm sử dụng công nghệ cao, và đặc biệt là các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, phòng BA05 đã báo cáo ban giám đốc, và được sự chỉ đạo của ban giám đốc thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì lập kế hoạch phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng an ninh điều tra, phòng phòng chống tội phạm về ma túy đã lập kế hoạch và đấu tranh triệt phá. Để trả lời được câu hỏi đâu là kẻ đứng đằng sau tài khoản Facebook quấy nhóc, nhiều mũi trinh sát đã được tung ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng nghi vấn dần được phát họa. Đó là Vong Tuấn An, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Vong Tuấn An thì là đối tượng nghiện ma túy, với lại có hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng, nên là đối tượng luôn luôn cảnh giác với người bên ngoài, hạn chế tối đa những người được vào nhà. Ví dụ như nếu mà có mua đồ hay ngoài thì toàn mua đồ qua shipper, và không bao giờ mà tự đi mua một bất kỳ một cái đồ vật nào, ngay cả những bữa ăn thì cũng thông qua shipper. Đó. Nên đối tượng rất là cảnh giác. Điều đó gây khó khăn cho cái lực lượng trinh sát mà muốn theo dõi quy luật hoạt động cũng như là cái thời gian bên ngoài của đối tượng Vong Tuấn An. Đến ngày 29 tháng 5, các lực lượng phối hợp của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét chỗ ở của Vong Tuấn An, phát hiện thu giữ 2 khẩu súng rulo, 108 viên đạn đầu chì, hơn 112 viên đạn các loại, một số máy móc cơ khí cùng nhiều linh kiện để sản xuất, lắp ráp súng tự chế, bắn đạn thể thao và quốc phòng. Qua đấu tranh, bước đầu Vong Tuấn An khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, An sử dụng Facebook tài khoản tên Quấy Nhóc để liên hệ mua linh kiện như đồng súng, ống khế, phôi kim hỏa, v.v. trên Facebook từ các tài khoản Facebook khác nhau. Sau đó An dùng máy mài, máy khoan, keo dán để lắp ráp, chế tạo hoàn thiện thành khẩu súng. Còn đạn thì An mua qua Facebook của đối tượng khác để bắn kèm với súng. Dạ, những linh kiện này là của em là mua từ trên Facebook. 2 khẩu súng là em mua từ trên Facebook để em về em chế tạo ra. Coi là cách chế tạo trên web YouTube là em có thấy là có một người chế tạo những khẩu súng này là để bán. Là em từ đó em học rồi em mua về, em mua những dụng cụ về em tự chế tạo thôi. Sau khi chế tạo xong súng, An dùng tài khoản tên Quấy Nhóc để đăng quảng cáo trên Facebook. Khi có nhu cầu mua súng, khách hàng sẽ nhắn tin hoặc gọi cho An qua tài khoản trên. Thông thường An sẽ lựa chọn một địa điểm cụ thể do đối tượng lựa chọn từ trước để giao dịch trực tiếp, hoặc thông qua một đơn vị vận chuyển để giao hàng. Với một khẩu súng hoàn chỉnh, An bán với giá từ 3 đến 6 triệu đồng tùy loại, lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Còn việc những khẩu súng được bán ra sẽ đi về đâu, sử dụng vào mục đích gì, đó không phải là vấn đề mà đối tượng quan tâm. Em cũng gọi là mục đích những người mà mua súng về của em về để sử dụng những gì em cũng không biết, là tại vì em chỉ bán cho những người đó vì đồng tiền. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can liên quan trong vụ án, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ,
để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm. Quá trình điều tra vụ án cho thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng phạm tội đã sử dụng thủ đoạn có yếu tố đan xen giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt khi đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, thì việc phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng gặp rất là nhiều khó khăn, mà hậu quả của các loại tội phạm này gây ra thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Do đó, quá trình đấu tranh xử lý đòi hỏi lực lượng công an phải có sự quyết tâm cao và đấu tranh triệt để. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị cùng các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.